Lần đầu tiên đi du lịch mà không có ba Dũng và hai Su sẽ như thế nào? Hello mọi người, là Trang đây. Lần này Trang nhận một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó chính là hộ tống bà cố của hai Su, chính là bà ngoại của Trang đó, đi du lịch Huế này mọi người. Nhưng mà trước tiên là phải làm no cái bụng trước đã. Theo bác tài xế giới thiệu thì nhà hàng Ba Cá Bóng này có món canh chua ngon lắm và cơm niêu thì cũng cực kỳ xuất sắc luôn. Nhưng mà món hến xào thì hơi bị mặn rồi nha. Đây là sự quánh giá chân thành của người đẹp U76 nhà Trang đó. Sau khi lấp đầy bụng đồ, gia đình Trang quyết định chọn Cherith Huế Hotel để ở. Đây là khách sạn 4 sao lận rồi nha. Đúng chất 4 sao thật chứ. Cái gì cũng đẹp, đến nội anh phục vụ cũng đẹp trai nữa kia. Phòng mà nhà Trang chọn là phòng duet 3 giường, tốn có 1 cụ 3 mà công nhận rộng rãi lắm luôn. Sau đó Trang tiếp tục di chuyển tới làng nhang. Ai mua nhang không? Em bán nhang cho, em bán nhang chứ không có bán thân nha quý vị. Bán nhang một hồi thế ế quá không ai mua, em quyết định dẫn cả nhà qua lăng tự đất ngắm lăng. Mà trời đất ơi, vé vô cộng tới 150 cành, biết thế em mặc nguyên một bộ trang phục áo dài Huế vô chụp hình có ngon không? Mà khổ nổi ngu môn lịch sự, thành ra đi ngắm cảnh không à chứ không có làm gì được hết trơn. Buồn đời quá, em quyết định cho cá của vua ăn cho đỡ buồn. Đi hết cái lăng thì trời cũng về chiều mất tiêu rồi, quyết định bỏ thêm 100 canh mỗi người để thuê thuyền đi tham quan sông Hương. Cha cha, cái cầu chàng tìm về đêm đẹp thật. Kết thúc một ngày ở Huế bằng món bánh canh cua, mà quán này ngon thật. Ai đi Huế nhớ ghé quán này nha.